ơi, chào cả nhà nha. Mình đang ở siêu thị đi các bạn. Chủ nhật là mình đi siêu thị các bạn ơi. Nhà các bạn mình phát hiện ra cái này nè các bạn, cái gì không? Không phải là máy sấy tóc, mà cũng không phải là máy scan mua đồ trong siêu thị hay tít các bạn, mà gì nữa không? Đây là các bạn ủi hơi nước cầm tay các bạn để du lịch. Nè, màu xanh rất là đẹp của hãng Philips nha. Nè, bạn thấy không? Của Philips nha. Rồi nước á, các bạn đổ vô cái cục này nè, đổ vô cục nước này nè, thấy không? Có cái nắp ở đằng sau, mở ra, mở nắp này ra nha, đổ vô nước thì một lần đổ này được hình như là 100ml nước à ha. Rồi xong sau đó mình nè, đó nó sẽ rút nước vô cái lỗ nhỏ này các bạn đó, bạn thấy không? Rồi bây giờ mình gắn vô nha, gắn vô đó. Cái đầu gật gù được nè các bạn, thấy không? Gật gù xếp lại cho nó gọn. Còn này mở lên cái nút bấm nè, thấy không? Nút bấm nè đó, gắm điện vô gắm bấm đây, hơi nó xì ra chỗ này, phà lên phà xuống. Cái này các bạn biết nhiêu không? Rẻ lắm. Ồ, mình thấy cái giá mình bất ngờ luôn đó các bạn, 1.299.000 đồng. Đây của hãng Philips nha, đây hãng Philips nè các bạn đó, bạn thấy không? Của Philips đó. Chưa, còn một cái nữa. Đây cũng nó luôn các bạn. Đây. Cũng y chang vậy các bạn ha. Đó. Nước. Công tắc bật lên. Ha. Rồi, cái nút bấm boost, bấm cái hơi mạnh ra chỗ boost nè. Này cái hơi bấm ở trước nè, đây nút bấm nè các bạn thấy không? Thấy không? Rồi cái dòng hơi nó xì ra trong này nè các bạn. Đó. Cái này của hãng nào bạn biết không? Của Tefal. Bạn ủi hơi nước cầm tay du lịch nha. Trị giá như các bạn cũng cực kỳ rẻ luôn. 1.299.000 đồng. Ok các bạn. Vậy nha, ai có nhu cầu đi mua nha. Đẹp không? Đó, bạn thấy không? Đây, của Tefal 1.299.000. Rồi ok, bye bye nha.